Hoạt động lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực và quốc tế. Là sự kiện du lịch thường niên được du khách trong ngoài nước đánh giá cao và mong đợi. Lễ hội áo dài còn là một trong những sản phẩm cốt lõi của dòng sản phẩm du lịch văn hóa đã được xác định trong quá trình Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Với ý nghĩa đó, trong bối cảnh Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang phục hồi các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội sau một thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt Nam" được các hoạt động xã hội là đại sứ áo dài các năm 2018, 2019, 2020, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân luôn dành trọng một tình yêu lớn cho chiếc áo dài nền nã của dân tộc. Đó là trang phục yêu thích của chị trong các sự kiện lớn nhỏ cũng như trong đời sống. Và thưa quý vị, hãy cùng dành những tràng pháo tay để chào đón đại sứ áo dài, nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu. Nghệ sĩ Phi Điểu đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1997, nhờ được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong suốt hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật, sống với tâm niệm có ích cho cộng đồng, luôn nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và đã giữ được phong thái an nhiên tự tại trong suốt những năm qua để trở thành điểm tựa cho nhiều thế hệ sau. Và với nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, chiếc áo dài cũng chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày và hoạt động nghệ thuật. Xin được giới thiệu đại sứ áo dài nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi hiện là phó chủ tịch hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều năm đạt danh hiệu nghệ sĩ vì cộng đồng qua các hoạt động xã hội, giải vàng tại liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2018, là đại sứ áo dài các năm 2018, 2019, 2020. Chị luôn ưu tiên chọn trang phục áo dài trong hầu hết các hoạt động và mang lại một vẻ đẹp đầm thắm nhưng không kém phần tự tin. Kịch diễn viên điện ảnh tại trường đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và đạt được nhiều thành tích cao cả tại các cuộc thi. Khánh Vân đã từng đăng quang danh hiệu Hoa Khôi áo dài nữ sinh Việt Nam 2014, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 và sắp tới sẽ là đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế Hoa hậu Hoàng vũ. Tiếp theo xin được giới thiệu đại sứ áo dài Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Truyền thống của dân tộc cho bạn bè trong nước và quốc tế. Và thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi chào đón đại sứ áo dài, người dẫn chương trình MC Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa được biết đến với vai trò là người dẫn chương trình duyên dáng đa tài, là thành viên của nhóm Tăng Ca Phù Sa và hiện là phó giám đốc nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Là người rất đam mê áo dài, MC Quỳnh Hoa có cả một bộ sưu tập đồ sộ đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước. Và chị cũng là đại sứ áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, 2019 và 2020. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu đại sứ áo dài ca sĩ Khao Gió. Anh được mời vào vai trò đại sứ áo dài Việt Nam trong lễ hội áo dài 3 năm liên tiếp nhằm góp phần quảng bá hình ảnh của chiếc áo dài Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước và quốc tế. Thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đại sứ áo dài ca sĩ diễn viên Nguyễn Phi Hùng. Nguyễn Phi Hùng từng được biết đến với vai trò là nghệ sĩ múa, ca sĩ diễn viên, từng đạt danh hiệu diễn viên triển vọng của giải thưởng Cánh Diều Vàng. Anh cũng được mời vào vai trò đại sứ áo dài Việt Nam trong lễ hội áo dài 3 năm liên tiếp và chiếc áo dài là người bạn thân thiết của anh trên các sân khấu. Tiếp theo, chúng tôi xin được giới thiệu đại sứ áo dài Trần Đặng Đăng Khoa, travel blogger. Đăng Khoa đã thực hiện hành trình trải dài hơn 80.000 km, đặt chân tới 7 châu lục, khoảng 65 quốc gia, băng qua đường xích đào khoảng 8 lần. Đăng Khoa là top 10 truyền cảm hứng năm 2017, được nhiều bạn trẻ yêu thích, ngưỡng mộ. Đến với bất kỳ đất nước nào, Khoa cũng mặc chiếc áo dài thể hiện tinh thần dân tộc, niềm tự hào về các giá trị văn hóa Việt Nam. Và thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi chào đón đại sứ áo dài, gia đình nghệ sĩ ưu tú Quốc Cơ và MC Hồng Phượng. Quốc Cơ là nghệ sĩ trẻ nhất Việt Nam được phong tặng nghệ sĩ ưu tú năm 28 tuổi. Anh cùng với em trai mình là Quốc Nghiệp đã lập 2 kỷ lục Guinness thế giới với các tiết mục chồng đầu tiên lên nhiều bậc thang nhất và vịt mắt chồng đầu đi lên và xuống 10 bậc thang trong thời gian nhanh nhất là 53,97 giây. Đối với vợ anh, MC Hồng Phượng là gương mặt
Tiếp theo chúng tôi sẽ được giới thiệu đại sứ áo dài không độc đáo trong đời sống của người dân Việt Nam, cũng là điều gây ấn tượng trong lòng du khách quốc tế và thành phố Hồ Chí Minh, nước ta nói chung. Thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi chào đón đại sứ áo dài Nguyễn Trâm, giải nhất cuộc thi chuyên gia áo dài 2019. Hoạt động nghệ thuật từ 6 năm qua, Nguyễn Trâm đã bén duyên với chiếc áo dài qua giải khuyến khích ảnh đẹp cuộc thi chuyên gia áo dài 2014. Sau đó là quán quân của chuyên gia áo dài lần thứ 6 năm 2019. Với chị, áo dài chính là tình yêu, là công việc và là đời sống. Và tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu đại sứ áo dài Phan Thanh Phong, giải nhất cuộc thi chuyên gia áo dài năm 2019. Phong là quán quân cuộc thi chuyên gia áo dài lần thứ 6 năm 2019, bắt đầu đến với áo dài từ đam mê và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu vì muốn truyền cảm hứng đến bạn bè trong nước và quốc tế. Anh cũng được biết đến với vị trí top 10 Mr. Việt Nam, Nam Vương danh nhân, Nam Vương ảnh và nhiều danh hiệu khác.